Huyện Bình Chánh kết hợp với Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn xin được phép bắt đầu. Đòi nhạc luôn. Yeah.
gì mà ầm sầm vậy? Chắc thằng Nam nó nhậu về nó ghét nhà mình nó phá nó chứ gì. Nghe tiếng này quên nó quen vậy ta. Để tao chào bà con bác rồi tao xử mày. Ê, chào bà con bác. Chưa có ông già nào mà tóc bạc mà mấy mặt đẹp như như ông hai này hết. Ừ, chào mày. Hai, chào anh hai. Ông hai ông già mày chứ ông hai. Ông già mày cũng kêu anh hai, mày cũng kêu tôi anh hai luôn hả? Đi lộn say quá lộn nhá bác hai, lộn bác hai khỏe bác hai. Rồi sáng giờ mày làm mấy sĩ rồi? Dạ con mà sáng giờ con làm cũng bụng bụng mà còn có nghêu hết nít rồi. Thấy không? Tao nói cho mày nghe nè. Dạ. Mình nghèo thì mình lo đi mà ăn đi. Dạ. Không lo mà ăn. Tối ngày mày nhậu nhẹt say xỉn, nhậu nhẹt say xỉn mày bỏ con cái mày nữa. Trời ơi hề, tao nói nó mệt. Mà bác sao nhậu hoài vậy? Ơi, bác hai. Cái già cái nghèo á, lo làm ăn cũng nghèo, mà nhậu á cũng nghèo. Bởi vì nhậu cứ nói đã nó nghèo kệ nó, chứ làm ăn kỹ. Tao nghe nói tao nghe bà con quát á, nói với mấy thằng mà nhậu xỉn với mày mà lý sự cùng, tao nói tao mệt. Dạ bác hai ơi. Cái gì? Con chưa có đủ đồ mới bác hai làm cho con vài chai nữa, có mồi gì không bác hai? Mày kiếm mồi cho mày nhậu nữa hả? Dạ có mồi gì không? Để tao đi kiếm thôi. Dạ bác hai kiếm con coi. Dạ nó tặng mắt tao thấy được. Nãy giờ mày hát hồi gì ngoài đây ai tặng mày được 70 nè. Mày đi mua mày đồ mày về mày nhậu đi. Chứ dạ. Đợt chiều giờ tao nhà tao ăn khu quẹt không à. Đi mua có đồ phần có muối nữa hả? Đường thì không thấy đâu, mày đi bác. Hả? Thôi bây giờ mới cho con hát bài nó đi. Con đi mua rượu hoặc là con về nhà con ngủ cho nó khỏe. Tao nói cứ chiều 5 giờ tới 7 giờ là mày nhậu, cứ mày ghé nhà tao mày mua lân. Bữa thì mày mua lửa. Rồi bà cô bác kiết rồi thấy tới tụ tập trước cửa nhà tao coi như là siết vậy. Chứ có cái dàn âm thanh karaoke đó bác hai, cho con hát bài đi bác hai. Mày nhắc tới cái dàn karaoke tao tao mới tức á. Sao tao mua về á tao chưa có hát ngày nào. Mày qua mày hát cho đã. Bây giờ nó hư rồi tao sửa còn chưa được nữa. Bây giờ đang hát cái gì? Thì con mới cho con hát xong bài thì con về cũng được không? Hát xong luôn hả? Dạ. Trời ơi, chào chị Bảy. Cảm ơn chị Bảy nhiều nha. Này tặng em hả chị Bảy? Dạ, chào chị Bảy nhiều nha. Chị Bảy tao bên Mỹ á, về với mày. Dạ chào bác. Dạ, bữa bên Mỹ. Tao đi qua Mỹ tao ở với chị Bảy tao. Tao ở đây tao mệt quá mày ơi. Dạ. Mỹ về. Chị bác hai con hát trai bài hả nghe bác hai? Từ từ mày, cho Bảy tao xuống mày hát. Cho Bảy tao giật bình té xuống cho mày. Rồi Bảy về ngồi thôi Bảy. Rồi Bảy. Giờ muốn hát rồi mới về phải không? Dạ con hát bài nó cũng về liền nha. Mình khổ thôi bà con bác có cho mày hát không? Dạ thưa bà con cô bác cho con hát bài nữa bà con cô bác đó không? Đó, thấy chưa bà con, thấy không? Nhậu nó say sợ bà con. Cảm ơn bà con cô bác. Rồi hát xong bà con bác vỗ tay nha. Dạ dạ. Vô con ngủ không? Dạ. Hát xong mới đi về. Dạ rồi, dạ. Chào bà con cô bác, vô ngủ. Dạ kính thưa quý bà con cô bác. Tôi quên thiệt cái lệnh trình tiên văn đó. Thank you.
đó rồi dạ xin lỗi anh. Rồi ơi, dạ ơi. Nó đi, nó tối ngày nó đi, nó ăn, nó nhậu rồi nó đi đâu rồi, vợ con ở nhà đi bán vé thuốc còn khổ rồi, nó đi đâu nó tiêu rồi. Ông này quen vậy trời. Ngoại có thấy ảnh đâu ngoại? Ở đâu? Trời ơi, bà con đi đâu mà đông dữ vậy trời, có ai thấy người ta không? Trời ngày á, tao thấy là tao nóng cái đầu mày, tao nói gì cái này, tao không phải là cô chú bán vé số đâu. Vô đi nhậu trời ơi, ai đâu rồi nha, tao thấy rồi trời ơi là trời ơi, tôi thấy ông rồi kìa. Mày đi, người đàn ông vô trách nhiệm, người đàn ông có biết lo cho gia đình. Trời ơi, một thân một mình tôi đây nè, đàn bà con gái đây nè, hả sáng tôi thức dậy tôi đi bán vé số, tôi kiếm tiền tôi nuôi không, hả xong tối về tôi nuôi con không, hả tôi lo lắng cho gia đình, bây giờ đi đứng dậu dẹt không đi về nhà năm bảy đứa con kìa. Ê, đồng chị vô chữ sáng sớm kìa, sáng sớm sát kìa chân qua hồi đó. Hồi đó tôi nhìn mà thấy đàn ông mày ghét lắm, sao mà chữ tao sáng sớm như vậy, sớm sát dữ vậy hả? Dạ cảm ơn cô, tao gọi thấy chưa, mẹ tôi nói trong nhà cho một người ông cao tối ngày ông ăn nhậu không à, tôi hả xin lỗi đi, tôi phải là vợ ông rồi, tôi tức giùm cô vợ ông tức sao bỏ đi kiếm ông nãy giờ kìa, xin lỗi chứ còn cỡ cưng không có cửa lấy chị đâu cưng. Trời ơi à, con mẹ kìa trời ơi, nói chơi chứ hồi nãy giờ mày chữ tao không có giận mày đâu. Sao vậy? Tao thấy mày đẹp tao khen đó. Chị hỏi nha, chị hỏi thôi hỏi hỏi. Thiệt, tao khen thiệt mà. Gì thiệt hả? Ủa đẹp không? Đẹp đẹp dữ lắm luôn. Đẹp thiệt hả? Ừ. Quá quỷ, tụi nhà các em tao đẹp. Trời mất cậu. Trời ơi, nó trời đá đâu đâu. Trời ơi, chị bãi, tự nhiên cái đó khen em đẹp rồi chị bãi ơi. Không trời trời. Trời ơi. Ừ, đẹp thiệt. Đẹp đẹp phải không? Ừ. Quỷ, tụi nhà các em tao đẹp. Ủa trời, tao mệt quá, trở lên, từ. Nói nghe nè, nói nghe, đẹp dữ lắm, đẹp, phải không? Cưng nhiều dữ lắm cưng. Mày em đẹp chỗ nào vậy? Cái bộ râu. Tôi đàn ông của cả vô duyên, nói chuyện với đàn bà đố gái rồi vô duyên rồi, sáng rồi tôi quên cậu râu có làm gì vậy? Trời ơi. Mà cái giọng đi về cho, hả? Tao ăn nhậu tối chạy con vợ không, nó kiếm không cả. Chắc con Tú nó qua nữa rồi chứ không gì. Cãi lộn đi, cãi lộn không tới, sớm này. Sớm này có hai đứa mày biết thế nào con Tú cái số nó cũng qua. Mày chưa có qua cái miệng mày nó qua trước rồi đó. Tới đâu ổng thì ổng nhậu nhẹn rồi chứ ai rồi. Hả? Con nhậu con xin bà con hát bài con về đó bác hai, con về con lo cho vợ con. Vợ con của con bác hai. Mày về mày nghỉ ngơi giùm tao cái đi. Dạ. Dạ, mày đi từ sáng tới tối mày chưa có về tới nhà. Dạ, trước khi về cho con gửi lời con chào quý bà con cô bác con về. À. Dù gì không bà con bác tặng được kìa, lộn tên. Về nhà luôn, đừng có ghé đâu nhậu nữa nghe. Dạ. Ừ, thấy cũng nhiều bông đó, đi về đây. Đặt chào chào đi ra đây. Dạ.